là mua thuốc dân. Bà gì? Bà gì? Bà gì? Mẹ có 3 triệu mà cho 2 triệu con triệu mẹ để mua thuốc dân. Mua thuốc à? Ừ. Vẫn uống thuốc gì rồi? Trừ khoảng mua thuốc ở ngoài nhà tao 30.000 một gói. Ừ. Mua uống đầu gối, đầu lưng. Có 1 triệu rồi à? Ít thế này. Còn con nào thì muốn ăn ý. Có đủ không? 1 triệu có đủ không? Hết này có. Hết này có lương. Ừ. Tháng 350. Có lương à? Ừ. Chả. Tình ông tiêu cấp của mẹ chứ mẹ có xóm rồi. Được triệu Tết được 2 ông bác được triệu tư. Ừ. Con mở hang mất gần triệu mẹ. Ừ, mở hang cho các cháu các chất gần triệu hết gần triệu. Hai đứa chỉ đưa 400. Ủa, mẹ cứ phải mở hang làm gì, tiền thì không có, cứ phải mở hang cho chúng nó mừng đi học. Ừ. Còn thằng Hùng 100, con thì đều có 20, 10, thằng Huy 50. Hai đứa nhà Huệ, hai đứa nhà Nệ 100, con đều 10 hết 500. Thì mọi người mở hang cho. Ừ. Có đi con lại các chất là đến nhiều chất con lại nó hết 200 rồi. Con những đứa nhà ông Quý, những đứa nhà bàn nhà Tràng. Thế. Người ra cứ phải đi mở hang trẻ gọi là lên đọc của cụ. Ừ. Nắm nào chả thế người cóp rầm rầm để mở ngồi thẳng dậy, ngồi thẳng dậy chứ đỡ đầu mở tay ra rầm cóp rầm rầm để mở không biết mưa 11 giờ gần 11 giờ. Hôm Tết thì mua tiền mất 200 mà đăng nhà Việt. Đi sao? Đầu gối cho nó đi được. À, hơi đau đầu gối hả? Đi nó cứ khỉu. Nó như là hoài hóa khớp. Ừ. Đi nó cứ khỉu, tiền 200 mũi lên lại đỡ. Thế đỡ chưa? Đỡ, tiền mà Tết đi được. Ừ. Tết trong bán thang nào? Mà được cấm không vẫn bán nào? Có, bữa bán. Nó khỏi cứ keo không? À. Xa nên là ngờ sẽ đi được. Ừ.